Hello, em xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì em về một cái Yamaha DM3, hàng do anh khách đặt bên em. Lần này thì em nhập hàng chính hãng luôn nhé mọi người nhé. Hàng phân phối chính hãng tại Việt Nam, bảo hành 2 năm. Chúng ta cùng khui hộp Yamaha DM3. Con này được công ty trách nhiệm hạn Pro Sound Yamaha thành phố Hồ Chí Minh. Em sẽ khui hộp nhé. Mấy ngày này ở ngoài Bắc đón không khí lạnh mọi người, nên là đang có dịch cúm mùa, nó cũng dạng như kiểu gần như Covid đấy mọi người. Em cả nhà bị ốm hôm nay em mới gọi là đỡ được một chút, đỡ về sức khỏe thôi, nhưng mà còn đấy, mọi người nghe giọng nói nó vẫn đang bị ảnh hưởng. Khui hộp Yamaha DM3. Con này thì anh khách anh yêu cầu không yêu cầu đến nắp tại nhà. Thì giờ em cài đặt sơ qua, nó ship đi cho anh thôi. Hẹn là cái con này về từ hôm thứ bảy rồi. Hẹn đúng hẹn, hẹn là chủ nhật là ship lên cho anh ấy. Em nhớ không nhầm thì ở Hà Nam hay sao đó. Nhưng mà do mấy ngày sức khỏe nó cũng kém đấy mọi người, nên là em chưa làm được. Như con Mister em nhập bên theo đường sách tay thì nó chỉ có một quyển sách hướng dẫn này thôi. Nhưng mà con này thì nó có tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cuốn sách hướng dẫn. Đóng gói thì nó vẫn vậy nha mọi người nhé. Đóng gói thì nó chỉ khác là có thêm các cái tem vào đây thôi. Made in Malaysia. DM3, một bàn mixer rất là nhỏ gọn. Bàn này là bàn standard nhé. Standard là nó sẽ không có đan tê. Lại quay lại thêm mặt sau thì tem nó có thêm đây. Nói chung là bản này thì nó dùng chữ bằng tiếng Anh, còn cái bản em nhập bên thị trường xuất sang Trung Quốc thì nó dùng chữ Trung Quốc hết. DM3 thì em thấy nó như một cái bản thu nhỏ của Mixer Yamaha TF, dòng TF series TF1, TF3, TF5 đó. Giao diện và các cái phần bên trong khá là giống. Có nhiều câu hỏi của anh em so sánh giữa Yamaha DM3 và Mixer LS9 thì cá nhân em cũng sẽ có một số đánh giá chia sẻ với anh em như sau. Nói về tính năng thì LS9 nó cũng có nhiều tính năng hơn này. Effect nó có tới 4 effect. Nó có 4 effect. Còn Yamaha DM3 thì nó chỉ có 2 effect thôi. 2 effect này. Cổng in out thì mặc định ở trên máy này là nó cũng có 16 in và 8 out. Bên DM3 thì cũng thế, 16 in và 8 out. Đây 16 in và 8 out. DM3 thì nó cũng vậy, có 16 in và 8 out. Ở trên LS9 thì nó sẽ có thêm cái rack để chúng ta mở rộng cái slot này. Chúng ta có thể gắn thêm card đan tê hoặc là card in card out, nhiều cái nói chung mở rộng đây. Thì đấy là nói về tính năng. Nếu về tính năng thì DM3 dòng mới ra nó cũng có nhiều cái tính năng hay. Nó có thể thay thế được một cái controller. Cái DM3 này nó có thể thay thế được controller. Ví dụ là hai cắt và nó lao cắt được. Nó lao cắt và hai cắt được ở cái đường
Tôi hai cắt và lau cắt được ở cái đường đường Matrix và đường Bích. Ví dụ đây em sẽ cho mọi người xem. Và cái này thì nó giao diện, nó giao diện mở một cái màn hình lớn này, rất dễ sử dụng. Tuy nhiên với người hiểu về mixer thì nguyên lý nó là như nhau, nên là đã dùng được LS9 thì sẽ dùng được DM3, và khi dùng được DM3 thì sẽ dùng được LS9. Đây chúng ta đang nói về, đầu tiên chúng ta nói về tính năng nhé. Tính năng output, đây chúng ta chuyển sang output này. Chúng ta có cổng mix này thì chúng ta sẽ có delay được ở từng cổng này, delay được này. Chúng ta sẽ có hai cắt và lao cắt. Đây chúng ta sẽ lao cắt, đây hai cắt, chúng ta sẽ có lao cắt và hai cắt được. Đấy, ví dụ chúng ta muốn cắt súp hoặc cắt giải full thì chúng ta có thể can thiệp được ở đây. Graphic Equalizer cho 6 đường mic. Đấy, 6 đường mic. Ví dụ chúng ta cho loa monitor, loa sub, đấy, loa delay thì chúng ta ra cái đường này. Effect ở đây thì đây mọi người thấy effect nó chỉ có hai effect thôi. Effect 1 và effect 2. Và các cái skin effect em gọi là skin đi. Thì nó giới hạn nó rất ít các cái chế độ effect. Còn LS9 thì chúng ta sẽ như này. Các bạn sẽ thấy là effect nó có 4 rack effect, 1 2 3 4 effect. Nó có thể dùng được, so nó sẽ dùng chuyên cho sự kiện. Nó sẽ gắn được cái book để đi xa hơn, mở rộng lên đến 32 line. Mở rộng lên đến 32 đường in cho con mixer LS9 này. Tới 4 effect và nó có gắn được 4 cái rack graphic EQ. Cái này rất quan trọng nhé. 4 rack graphic EQ này chúng ta sẽ gắn cho các đường micro mà chúng ta muốn can thiệp. Đấy, còn ví dụ như ở trên DM3 thì nó sẽ không có gắn được graphic EQ này. Thì micro mặc định là nó chỉ có P quay thôi. Nó sẽ chỉ có P quay. P quay thì nó chỉ có can thiệp được 4 điểm nhất định. 4 điểm lao, lao mid, 2 mid và 2. Đấy, ở con này thì tương tự như vậy, nó cũng có như vậy. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy là ở đây thì nó rất là dễ dùng này. Rất dễ dùng này. Home này, custom, FX này, in out này. Đấy. Con này 16, 16 in. Nhưng nó thu nhỏ lại thì nó chỉ có in 1 đến 8 và ấn in 9 đến 16 thì cái trên màn hình này nó sẽ hiển thị từ 9 đến 16. Tương tự như con LS9 này thì nó là 32 in, nhưng ấn 1 đến 16 thì nó sẽ hiện là từ kênh 1 đến 16. Ấn từ đến 17 đến 32 thì nó sẽ là fader này sẽ là fader thứ 17 đến fader 32. Đấy, nói về tính năng. Tính năng thì mỗi cái có một cái tính năng riêng riêng biệt. Nhưng mà DM3 là đời mới, dễ sử dụng, có nhiều tính năng mới. Chúng ta có thể nói là tiện lợi và tiết kiệm DM3. Còn nói về chất lượng và hay thì cá nhân em thấy là cái LS9 này nhé, là chất âm của LS9 là hay hơn. Chất âm của LS9 hay hơn, là effect hay hơn. Mọi thứ nói chung và cái mạnh, sức mạnh của LS9 là nó hơn cái là cái DM3. Tuy nhiên thì chúng ta phải so về giá. Giá cũ của LS9 con đẹp xuất sắc bây giờ giá nó cũng phải rơi khoảng tầm 50 55 triệu. Hàng bình thường thì tầm 45 50 triệu. Thế hàng trung bình như con này bên đang bán 37 triệu. Đấy, 35 đến 40 triệu đi, ví dụ thế. Thì LS9 hàng cũ giá nó cũng đã rất là cao rồi. Đấy, còn DM3 thì chúng ta bỏ ra cái giá khoảng 40 triệu nhé, để chúng ta đã mua được hàng mới tinh nguyên hộp xốp. Đấy, nên là tiền nào của đấy thôi. Và chúng ta DM3 chúng ta sẽ mua được hàng mới tinh. Nếu bác nào mà thích chơi hàng mới tinh thì chúng ta chơi DM3.
Còn bác làm mà muốn khai thác, muốn một chất âm hay thì chúng ta chơi LS9. Cái nào nó cũng có giá của nó. Bây giờ để hỏi anh em là lên chơi DM3 hay lên chơi LS9 thì đưa ra cái lời khuyên rất là khó. Thì em chỉ chia sẻ với anh em là muốn hay thì chơi LS9, và muốn tiện lợi dễ sử dụng thì anh em chơi Yamaha DM3. Cả hai thì bên em vẫn đang có và cung cấp nhé. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em theo số 0962 229 26. Cảm ơn anh em đã dành thời gian quan tâm theo